như là hoàn cảnh nào mọi người cũng phải tốn sức rất là nhiều. Tại vì cái sự đòi hỏi của Hoàng Anh dành cho mỗi cảnh quay á, nó đều rất là gắt gao. Thì trong những cái cảnh mà Hoàng Anh đòi hỏi Đông phải cố gắng nhiều nhất là cái cảnh mà trước khi Đông chết, nó tất cả mọi người đều vỡ lở vì một cái nhân vật. Thực ra ông ta đứng sau tất cả mọi chuyện để gây nên cái sự xung đột trong cả một quá trình bộ phim. Và cái chết mà ông ta đón nhận là một cái chết mà hầu như ngay cả ông ta cũng bất ngờ, tất cả mọi người đều bất ngờ. Thì tôi nghĩ cái cảnh đó là cái cảnh mà Hoàng Anh đòi hỏi ở Đông nhiều nhất. Nữ chủ xem trọn bộ duy nhất trên ứng dụng VOON.